Hi, xin được chào đón các bạn đến với kênh YouTube Người Thật Chuyện Thật. Mình tên là Nhi và trong video của ngày hôm nay, Nhi cùng với các bạn sẽ đến với tiểu bang California để tìm hiểu cái câu chuyện của ông tỷ phú tên là Peter Chatwood. Ông này giết vợ và sau đó thì đặt ra một cái câu chuyện mà cái người cảnh sát nào nghe cũng buồn cười hết. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Ông Peter Chadwick là người gốc Anh, một tỷ phú giàu có trong ngành bất động sản. Vợ ông là cô Quy Chadwick, 46 tuổi. Cô là con gái của một gia đình cực kỳ giàu có ở Malaysia. Hai người gặp gỡ và kết hôn với nhau khi đang học chung đại học. Và họ có chung với nhau ba cậu con trai tuổi từ 8 tới 14 tuổi. Gia đình của họ sống trong một cái ngôi biệt thự rộng lớn ở thành phố Newport Beach, tiểu bang California. Cái căn biệt thự này trị giá 3 triệu đô. Còn ba cậu con trai của họ đó thì không có học trường công, không có học trường công cộng của chính phủ mà học trường tư. Còn nói thêm nữa đó, trường tư mà của Cali á, thì Nhi theo Nhi được biết á, là tiền học phí của mỗi một cậu á, trung bình khoảng chừng 17 đến 20 ngàn tùy theo lớp lớn hay lớp nhỏ. Thì ba cậu á, cộng lại tiền học phí mỗi năm là gần 60 ngàn, chưa tính tới những cái chi phí khác, là bằng cái tiền thu nhập của một cái gia đình hai vợ chồng làm công mà công việc bình thường rồi. Khi có con thì cô Quy tự nguyện nghỉ làm để ở nhà chăm sóc gia đình và đưa đón các con đi học. Cuộc sống của cái gia đình giàu có này trông có vẻ là hạnh phúc. Nhưng mà theo lời tâm sự của cô Quy với lại bạn thân, thì vào những năm 2011, Peter bắt đầu lơ là việc chăm sóc gia đình. Cô Quy thì lo lắng nên cô ta để ý chăm sóc bản thân của mình hơn. Cô ta bắt đầu trang điểm rồi mua quần áo đẹp để mặc, mong muốn là lấy lại được cái sự thương yêu của chồng mình. Cả năm trời sau đó, cái tình trạng hôn nhân gia đình không hề tiến triển. Và vào khoảng tháng 10 năm 2012 thì Peter đem mấy cái người bạn về nhà, mấy cái người bạn mà tên là Lậu, Giang Mai, Hoa Liễu đó. Thì cô Khuy giống như là giọt nước tràn ly gì đó, cái biết chồng ngoại tình rồi, rồi không có còn thiết tha gì giữ gìn cái gia đình này nữa, nên cô ta đi luật sư để tham khảo ý kiến để viết đơn ly dị. Khoảng 6 giờ rưỡi sáng ngày mùng 9 tháng 10 năm 2012, hàng xóm nghe tiếng la hét của Khuy ở bên nhà. Nhưng mà họ không có gọi cảnh sát là bởi vì họ biết là hai vợ chồng nhà bên đây đang trong thời gian bàn bạc để ly dị, nên họ chỉ nghĩ là đây là cái chuyện cãi cọ bình thường thôi. 4 giờ chiều ngày hôm đó, hai vợ chồng của Khuy không có đến để rước con. Và mấy mấy cậu bé đợi ba mẹ tới cả 7 giờ tối mà cũng không ai đến hết. Sau đó thì một phụ huynh học sinh mới chở giùm mấy bé về nhà. Khi về tới nhà thì nhà không vườn trống, không có ai ở nhà hết. Lúc đó cái người phụ huynh này họ mới gọi cho cảnh sát địa phương báo cáo cái sự mất tích của hai vợ chồng Quy và Peter. Khi cảnh sát của thành phố Newport Beach tới nhà để tìm hiểu, họ vào trong nhà thì thấy có những cái dấu vết của cái sự bạo hành và giằng co ở trong nhà. Ví như là ở trong toilet ấy, họ thấy những cái bình bông hoặc là những cái đồ mà trang trí bằng thủy tinh bị bể khắp nơi. Họ thấy vết máu ở trong bồn tắm và có một cái khăn lông dính máu ở trên nền nhà. Rồi họ còn thấy có những cái vết máu li ti ở trên tường nữa. Còn ở trong phòng ngủ thì họ thấy có một cái kép sắt mà bị mở cửa. Ở trong kép sắt đó thì không còn cái của cải gì hết trơn á. Và dựa theo cái máy quay phim an ninh của cái khu nhà cả triệu đô này đó, thì chiếc xe hơi 7 chỗ của gia đình rời khu nhà vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm đó và không có quay lại cả ngày. Đêm đó thì cảnh sát địa phương thông báo với lại các thành phố lân cận để ý mà truy tìm cái chiếc xe của gia đình. 5 giờ 30 sáng ngày hôm đó, cảnh sát ở thành phố San Diego cách Newport Beach khoảng chừng 145 cây số nhận được điện thoại của Peter cần cảnh sát đến giúp đỡ vì xe ông ta hư dọc đường.
Khi mà cảnh sát đến nơi thì gặp Peter ở trên đường cao tốc 905 gần biên giới với lại nước Mỹ. Peter sau đó nói với cảnh sát là sáng ngày hôm trước có một người Mỹ đột nhập vào trong nhà, giết cô Quy rồi bắt cóc ông ta. Sau đó thì hai người lái xe tới San Diego. Khi đến nơi thì cái người Mỹ đó bắt Peter phải phụ ông ta rinh xác của Quy qua bên xe một chiếc xe khác. Rồi sau đó chiếc xe kia bỏ đi. Trước khi chiếc xe kia bỏ đi thì có cái người Mỹ đó họ nói lời với Peter là ông ta sẽ chặt xác của cô Quy ra để phi tang chứng cứ. Rồi sau đó họ để Peter ở lại mà không có làm hại gì ông ấy hết. Và sau đây là cái cú điện thoại của Peter gọi cho 911. They killed her yesterday. They have her body. They said they're going to cut her up. Who has her body? Juan and Chi. She's dead. They killed her yesterday. What's your name? Peter Chadwick. How do you know Juan? I picked him up to look at some painting work at the house. I brought him to the house. Chadwick. How do you know she's dead? She drowned. She drowned. What? Her body was stiff even. Yeah, we've been driving. Are you in a car? I have my car right here. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày hôm đó, cảnh sát tìm thấy xác của một người phụ nữ ở thành phố San Diego nằm ở trong thùng rác. Người phụ nữ này bị xiết cổ và bị quấn vào trong một cái mền. Chiều ngày hôm đó thì thân nhân cũng xác định cái người phụ nữ này chính là Quy Chadwick. Khi được đưa về đồn để lấy lời khai, Peter nói với cảnh sát rằng trước đó ông ta có mướn một cái người đàn ông người Mỹ tên là Juan để về nhà để ông ta hỏi giá sơn mấy cái bức tường ở trong nhà. Thì ngày hôm sau cái người Mỹ đó quay trở lại trấn nước và bóp cổ cô Quy đến chết. Sau đó thì ông Peter về thì cái người Mỹ này bắt cóc ông ta và chở Peter với lại xác của cô Quy qua bên thành phố San Diego. Sau đó thì lấy xác của cô Quy qua một chiếc xe khác và để cho Peter đi trở về, không có làm hại gì ông ta hết. Thì cảnh sát họ thấy trên người của Peter có những cái vết trầy, và ở trên khuỷu tay của ông ta có một cái dấu răng, dấu cắn. Thì cảnh sát họ nghĩ là cái câu chuyện mà Peter nói là trong trí tưởng tượng của ông ta thôi, chứ không có cái nhân vật nào tên là Huân và Chi hết á. Sau đó thì cảnh sát họ bắt giữ Peter về tội giết người. Theo như cảnh sát thì cái lý do mà ông Peter giết cô Quy là bởi vì ông ta không có muốn ly dị. Vì nếu như mà ly dị thì ông ta phải chia của cải với cô, và có thể ông ta sẽ mất quyền nuôi ba cậu con trai. Ngay sau đó thì cảnh sát họ bắt giữ Peter về tội giết người. Sau đó thì tòa đưa ra mức giá 1 triệu đô tiền bảo lãnh. Sau khi đóng tiền bảo lãnh xong thì Peter về nhà để chờ ngày ra tòa xét xử. Trong thời gian đó thì cảnh sát họ tịch thu hết những cái giấy tờ giống như là hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân để Peter không có thể nào trốn ra nước ngoài được, bởi vì ông ta còn rất là nhiều bà con ở bên nước Anh. Còn về phần ba cậu con trai của họ đó thì được thân nhân nuôi. Nếu mà cái trường hợp mà Peter được tòa cho vô tội trắng án đó thì ba cậu sẽ được trả về cho ông ta. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2015, Peter không có đến dự cái phiên tòa ra mắt xét xử cái vụ án này. Khi mà tòa ra giấy truy nã Peter thì cảnh sát đến nhà tìm ông ta thì lúc này mới bỡ ngỡ là Peter đã cao chạy xa bay từ hồi nào rồi. Và trong suốt mấy năm trời sau đó luôn, Peter Chadwick biệt vô âm tín, không ai biết ông ta đang ở đâu hết. Và vào tháng 8 năm 2019, cảnh sát ở tiểu bang California có cái nguồn tin mật báo nói là Peter đang sống ở bên Mexico, bên Mỹ. Khi mà bắt giữ Peter rồi đó thì cảnh sát tìm thấy rất là nhiều giấy tờ tùy thân giả mạo ở trong người của ông ta. Và dựa theo những cái thông tin được điều tra của cảnh sát thì năm 2015 khi mà Peter lên đường trốn chạy đó thì ông ta gom hết tài sản của cải, ông ta cầm 1 triệu đô tiền mặt để thoát qua bên Mỹ mà sinh sống.
Vào tháng 8 năm 2019, khi mà Peter bị bắt giữ đó, thì trong người ông ta không còn đồng nào hết và đang làm việc dọn bàn và rửa chén cho các nhà hàng ở bên Mỹ. Và lần này thì tòa họ từ chối cái tiền bảo lãnh của Peter. Hiện tại thì ông ta đang ngồi trong tù và chờ ngày ra tòa xét xử. Và theo Nhi được biết á, thì luật của California, nếu mà tội cố ý giết người thì luật nếu mà bị kết án thì có thể sẽ ở tù từ 25 năm đến tù chung thân. Và Nhi sẽ tiếp tục theo dõi cái câu chuyện này, khi nào mà có cái kết quả xét xử của tòa đó thì Nhi sẽ cập nhật những cái thông tin mới nhất cho các bạn cùng biết. Và đến đây là kết thúc cái câu chuyện của gia đình tỷ phú nhà họ Chadwick. Các bạn thấy sao? Giàu đâu có đồng nghĩa với hạnh phúc phải không? Có nhiều khi á, rau tôm nấu với ruột bầu á, mà lỡ mà ly dị á, nó không có bóp cổ mình để dành cái nồi nấu canh phải không? Giàu mà tham thì hoàn toàn không có tốt tí nào hết trơn á. Nhi cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi cái video của ngày hôm nay. Nếu mà thích thì cho Nhi một like, nếu mà chưa thì bấm nút đăng ký kênh nha. Nhi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau.